chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu về đất thổ cư, nhà ở liền kề có giá bán là chỉ từ 900 triệu trở lên và có diện tích là từ 30 m². Tất cả các dự án bên em đều có sổ đỏ chính chủ và bên em sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho mình. Thì là hôm nay em đang đứng trước một cái dự án của bên em, có cái căn nhà này là có diện tích là 36 m² và có giá chào bán chỉ 1 tỷ 360 triệu. Với cái diện tích căn nhà này và xây dựng là 4 phòng ngủ, thiết kế là 4 tầng. Thì hiện tại em đang đứng trước cửa của ngôi nhà, em xin mời mọi người đi theo em ạ. Trước cửa của ngôi nhà đây ạ. Trước cửa của ngôi nhà là, đây là cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà có 2 lớp, mà lớp ngoài là lớp sắt hộp nhá. Còn bên trong là cửa kính, mọi người có thể nhìn thấy luôn. Em đang tiến dần vào cái tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà ở đây thì đây là phòng khách. Em đang đứng ở đây vị trí là phòng khách rất là rộng. Mọi người có thể nhìn thấy căn nhà này là được chia thành 2 phòng. Đây là phòng khách và phía trong ngôi nhà là phòng bếp, được ngăn bởi một cái cầu thang giữa nha mọi người. Đây mọi người theo em ở đây là căn bếp của ngôi nhà. Cái căn bếp của ngôi nhà thì là được sắm đầy đủ tủ bếp cũng như là bồn rửa bát. Ở tầng 1 có một nhà vệ sinh nha mọi người ơi. Thì ở đây chúng em đang ở để đồ đây thì nó hơi bừa bộn một chút, thì em mời mọi người lên tầng 2 cùng em ạ. Với cái thiết kế của tầng 2 ngôi nhà thì là thiết kế là 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh rất là rộng rãi, thoáng mát. Đây mọi người có thể nhìn thấy tầng phòng ngủ của tầng 2 ngôi nhà ấy, rất là rộng. Rất là rộng, có cửa sổ để lấy ánh sáng vào, rất là thoáng mát. Cửa sổ có song chắn rất là cẩn thận, nếu như nhà có trẻ nhỏ nha mọi người. Đây là phòng thứ nhất, căn phòng nhất. Còn bên đây là căn phòng thứ hai. Ở đây là nhà vệ sinh của cái tầng 2 này. Đây là căn phòng thứ hai của ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy ạ, rất là rộng. Em đang đứng ở phía góc của đây. Thì ở đây là cái áp của cái điều hòa. Bọn em sẽ để áp của điều hòa của từng phòng nha mọi người. Cho nên là cái điện đó ở đây rất là an tâm. Cửa sổ của ngôi nhà cũng vậy, rất là thoáng. Cửa sổ của ngôi nhà thì là bằng nhôm kính, rất chắc chắn và an toàn. Tiếp theo xin mời mọi người lên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà cũng vậy ạ. Tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế là 2 phòng ngủ. Tầng 3 của ngôi nhà với tầng 2 của ngôi nhà thì là gần giống nhau. Gần giống nhau đều cũng thiết kế là có cửa sổ, đèn điện đầy đủ. Đấy cho mọi người quan sát. Rất là rộng rãi, thoáng. Chúng ta đi sang phòng này. Phòng này đây, cũng thế. Đây là hiện tại em không bật điện đâu mọi người nhé. Mà ánh sáng chiếu vào cái căn phòng này nó đã rất là sáng như thế này rồi. Ở đây không khí rất là trong lành. Diện tích của ngôi nhà là 36 m², bởi thế cho nên là bọn em chia ra được 2 phòng ngủ rất là rộng. Xin mời mọi người lên tầng 4 của em cùng em nhé. Với tầng 4 được thiết kế là sân phơi, rất là thoáng. Mọi người có thể nhìn thấy đây ạ. Em đang đứng ở đây là tầng 4 của ngôi nhà. Đây là chỗ để máy giặt cũng như là mình phơi sáng ở đây ạ. Mọi người nhìn xung quanh, quan sát xung quanh giúp em. Xung quanh của ngôi nhà rất là nhiều nhà cao tầng cũng như là nhiều cây xanh, không khí rất là thoáng đãng. Bởi vậy cho nên là đất cái vị trí nhà ở đây bây giờ đang rất là hot của quận Hà Đông nha mọi người. Cái vị trí căn nhà này nó cách trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp 2 Yên Nghĩa chỉ trong cái vòng phạm vi là 500 m đến 1 cây số thôi mọi người ạ. Ở xung quanh khu vực căn nhà, tất cả những cái
chợ, trường, phường, trạm đều rất là gần, tiện sinh hoạt. Vị trí các nhà này cách bến xe Nghĩa là 3,5 km, và cách cái ngã tư Lê Trọng Tấn cũng là 3,5 km. Ở quanh vị trí nhà đầy đủ các tiện ích sinh hoạt. Bởi thế nên là căn này em xin báo lại giá với mọi người nhé, chỉ 1 tỷ 360 triệu thôi ạ. Và diện tích là 36m², hướng nhà là hướng đông nam. Cái căn nhà này đã có sổ đỏ đầy đủ hết rồi, bên em sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng, cũng như là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Thì mọi người xem qua video của em, nếu như thấy hay thì bấm like cũng như là chia sẻ để những người khác cùng biết, và đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều thông tin hữu ích hơn, nhiều căn nhà ở khu vực khác hơn, theo số điện thoại ở trên màn hình là 0983013403 hoặc 0888041444. Em Ánh thì là hôm nay em xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn mọi người.